kia cùng em nhé, xem khám phá xem là cái ổ cắm wifi này nó có những cái gì. Mua ở trên Shopee thì là gần 400.000. Đây là cổng 3-4 cổng USB có công suất là 2A. Đây là 4 cổng độc lập thì nó có cái đèn led ở đây, chân cắm như vậy, đằng sau thì là nó như này đấy. Thì ở đây là nó có cái, nó có bít cái lỗ mà bằng cái cao su này, thì cái cao su này nó chỉ bít vào đây thôi, anh em có thể cậy ra được nhé, cậy bằng tay được, móng tay được đó, không dễ đâu. Giờ mình tháo nút cái này ra xem bên trong nó có gì à. Thì cái cổ ổ cắm wifi tuya này chạy trên Tuya Smart App ấy, thì nó rất hữu dụng cho anh em, ví dụ như kiểu là nhà có cái bể cá ấy. Ví dụ mà anh em khi mà anh em đến thời gian nào đấy anh em cần setup là cái ổ đấy, cái điện điện đèn cá ấy, nó bật nó tắt đi để mình không phải đi rút ra cắm lại các kiểu ấy, thì anh em mua cái ổ cắm này rất là phù hợp. Hẹn giờ được cho anh em độc lập từng ổ cắm một và nó không liên quan đến thằng nào cả, cứ đến giờ là nó chạy thôi. Đấy. Xem bên trong có gì nữa. Xem nó có bị gắn vào cái gì không à, không. Đây chỉ là nắp đậy thôi này. Mạch đây, bảng mạch đây. Tháo nút cái này ra xem nào. Thì đây là cái ổ cắm wifi cho nên là bên trong cái bảng mạch là nó sẽ có rất nhiều các cái linh kiện, công tắc rồi cái đèn led rồi các cái bộ điều khiển đấy. Thì nó không giống như các cái ổ cắm thông thường. Vì ổ cắm thông thường này là chị anh em chỉ nhìn thấy đó là nó dẫn qua các cái dây đồng hoặc là lõi xứ các thứ thôi. Nhưng mà đối với ổ cắm wifi thì nó có rất nhiều thành phần linh kiện bên trong. Mình sẽ tháo ra để mình xem là nó đang có cái gì. Rồi đây. Ôi, anh em thấy gì chưa? Vì nó là ổ wifi. Đấy, ổ wifi này bên trong này, nhìn cái bảng mạch nó này. Có rất nhiều thứ. Dây đồng này, 4 con tụ này. Các con tụ điện trở các thứ đây. Đấy. Cái này giống như cả là cái công tắc luôn này. Đây nó có đèn led nhé.
Chân cắm đồng nguyên bản. Chân cắm đồng à? Chưa. Ấy, anh em nhìn thấy chưa? Nhìn trông có vẻ ok ấy nhỉ. Nhưng mà những cái ổ cắm như này thì là chỉ dùng cho những cái hệ thống nhỏ nhỏ thôi, hoặc là những cái máy công suất nhỏ thôi, chứ còn anh em mà ví dụ dùng cái này mà để cắm nồi lẩu các thứ thì ba bữa này nó hỏng ngay, nó sẽ không phù hợp. Anh em làm lại một lần nữa nha. Đây nó đây đây là của hãng X Hồng đó. Có công suất là 10A này, 125V VA gì đây. Rồi, vậy video khám phá cái ổ cắm wifi Ria Smart này của mình sẽ kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn các anh em đã xem video và nhớ like và follow kênh của mình nhé. Mình sẽ ra những video tiếp theo cho anh em xem và khám phá.